Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh YouTube của anh Khoa. Và ngày hôm nay, cùng với thể loại đam mỹ, xin được giới thiệu đến với tất cả quý khán thính giả câu chuyện Bất Khả Kháng Lực. Nguồn đọc truyện xxchuyện.com xin được gửi lời cảm ơn đến các bạn. Cùng với chương 3 trong lần đọc truyện này, Tiểu Niệm à, cậu thật là tiết kiệm quá chừng. Có kẻ vừa bước ra khỏi phòng tắm, nửa nằm nửa ngồi, nửa bấm điều khiển từ xa, chọn kênh vừa bất mãn bình luận. Ban nãy lúc còn ăn cơm, Tạ Viêm đã bắt đầu hoài nghi liệu có phải vật dụng trong phòng khách đều là những thứ từ N5 về trước không. Thậm chí dấu tích ngày trước hắn nghịch dao trên cái bàn ăn gỗ Liêm vẫn còn chỉnh định trước mắt. Kế đến, lượn đại một vòng từ trước ra sau nhà, lại thấy thêm không ít thứ quen mắt. Lúc này mới hay phần lớn các thứ dùng trong căn hộ này từ lúc hắn đi tới giờ chẳng đổi khác là bao. Tư Niệm mỉm cười. Thì đã sao, cả căn hộ này trong đến ngoài đều bố trí theo ý của lại đại lão gia mà dặn lúc trước mà. Cho xin đi, thiết kế của mấy năm về trước hả? Làm như tại gia chúng tôi hà khắc với cậu lắm không bằng. Để mai tôi cho người đến tu sửa lại lần nữa. Không cần đâu, đồ cũ tôi dùng cũng quen tay rồi. Chỉ vì cậu không nỡ đổi. Lúc cả Tạ Viêm đi, cậu rõ ràng là đã là chàng trai 23 tuổi mà, cũng như xem là trầm ổn, biết xét đoán. Vậy mà vừa tiễn Tạ Viêm lên máy bay đã ngỡ ngàng không biết phải làm sao, dường như đến cả chuyện ăn ngủ cũng quên bẵng. Về đến nhà lại một mình tựa lưng lên chiếc ghế sofa Tạ Viêm đã từng ngồi thẫn thờ tới hừng đông. Có lẽ cũng bắt đầu từ thời khắc đó, cậu mới đủ can đảm tin rằng chính mình thật gan to mật lớn, dám cả gan đi thích Tạ Viêm. Tiểu Niệm, đàn ông quá dè sẻn, không biết tiêu tiền, rất khó lấy lòng bạn gái đó nha. Tiểu Niệm chỉ cười trừ. Nhưng thế cũng tốt, Tiểu Niệm vốn là của tôi mà, chỉ cần biết cách lấy lòng tôi là đủ. Tạ Viêm vẫy vẫy tay. Ngoan, đến đây cho tôi ôm một cái coi. Đúng là mệnh lệnh khiến người nghe thực sự dựng tóc gái. Mặc dù lúc còn nhỏ luôn đảm đương vai trò thế thân cho chú chó Alice kia, sớm đã quen với loại sai bảo này, nhưng bây giờ đã là thằng đàn ông suýt ngoài 30 cái xuân xanh rồi, bảo cậu ngoan ngoãn nằm lên đùi Tạ Viêm khó tránh khỏi toàn thân cứng đờ. Không nên đâu. Không nên. Tạ Viêm nét mặt không vui, nhướng mày khiến cậu tỉnh ngộ. Bất kể trải qua bao năm, vị đại thiếu gia như ông trời con này cũng chẳng nhìn cậu như một người đàn ông trưởng thành. Cách đối xử hiện nay so với trước đây quá lắm cũng chỉ là sự khác biệt giữa Alice 30 tuổi và Alice 12 tuổi mà thôi. Đành cười khổ, nằm thành tư thế kỳ quặc, cố gắng tưởng tượng mình là chú cún lông xù, mặc cho chủ nhân có tiếp tục vuốt ve thân mật thế nào, cũng chẳng thể phát sinh những ý nghĩ hay phản ứng không nên có. Quả nhiên, Tạ Viêm lập tức vừa lòng thỏa ý áp đầu cậu vào ngực, vừa chăm chú nhìn màn hình TV vừa sờ soạn. Tiểu Niệm, tóc cậu mượt quá à, da dẻ cũng mịn màng nữa. Tạ Viêm tới nay vẫn thích sờ nắng vật yêu. Thuở bé, Tư Niệm bắt đầu nhận thức sủng ái này đã bị hắn sờ mó tới tê dại rồi, từ trán xuống cằm, chỗ nào mà không bị hắn bao phen xoa đi nắng lại. Thế nên trước khi chia với mặt cậu thường xuyên sưng vù. Thật thoải mái. Tạ Viêm hứng chí lên, lần này tay thẳng xuống cổ áo cậu bắt đầu chiêu đùa nơi cổ. Một lần gần gũi tiếp xúc tự hồ như là chuyện 7 năm trước khi hắn còn chưa xuất ngoại. Tuy rằng là Thư Niệm rất nỗ lực muốn kiềm chế, hô hấp vẫn vài phần bất ổn, nhìn không được ngước mắt trộm nhìn Tạ Viêm đang hết sức chăm chú xem chương trình truyền hình buổi tối. Vầng trán của Tạ Viêm cao rộng thanh nhã vô cùng, tương xứng với đôi mày dài anh tuấn, làn môi mỏng mím mím, đôi mắt dài hẹp hơi nheo nheo, dáng vẻ thực sự khiến cho người ta dễ nảy sinh tà niệm. Thư Niệm đáng thương nằm trên đùi hắn, cách một vài làn vải mỏng có thể cảm nhận được cơ thể ấm áp mạnh mẽ bên dưới, ngay cả hương vị tinh khôi ấm áp phản phất như có như không trên người hắn cũng có thể dễ dàng ngửi thấy. Mấy ngón tay hắn thì ở trên lưng cậu vuốt ve xoa nắng thỏa thích, dây dưa lâu lâu thêm một tí, chỉ sợ bản thân sẽ không chịu đựng nổi, hồi hộp đến mức tròng mắt cũng trắng giả, chỉ lo tiếng tim mình đập quá lớn mạnh sẽ bị hắn phát hiện, đành phải dốc sức ổn định tâm trạng, dời sự chú ý đi, cố gắng không nghĩ tới hiện tại chính mình đang gối đầu lên đôi chân dài đẹp tựa khuôn đúc của Tạ Viêm, nỗ lực đè nén lại chút tà niệm vừa chợt đến này. Vất vả chờ Tạ Viêm xem hết chương trình, cuối cùng cũng thấm mệt mà không sờ mó cậu.
tắt đèn nằm xuống chuẩn bị ngủ, vẫn khẩn trương cao độ, toàn tâm toàn ý khống chế tiếng tim mình đập. Tư Niệm mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại lập tức bị ôm lấy từ sau lưng, bị đè chặt xuống dưới. Hại cậu suýt nữa thở không ra hơi. Tiểu Niệm, ngày mai dọn về nhà mà ở. Thật dứt khoát là dùng câu cầu khiến, ngay cả một từ nha ngụ ý thương thảo cũng không có nữa. Nhưng lão gia bảo tôi ở đây mà, tôi... Vợ chồng Tạ Phong kỳ thực vẫn xem cậu là người ngoài, bằng không cũng không chờ Tạ Viêm vừa trưởng thành, chẳng cần đến người hầu cả hạ xoắn xuýt bên cạnh bảo cậu dọn ra ngoài. Lo gì bọn họ, bảo cậu dọn về thì cứ về, ai muốn hỏi cứ bảo là ý của tôi. Bất kể lúc nào Tạ Viêm đều muốn phần ngang ngược, trong mắt nào có ai. Nghĩ tới khả năng có thể cùng hắn sớm tối kề cận, Thư Niệm kích động đến độ lắp bắp, lời nói lắp lại thành ra rồi khách sáo. Giờ chúng ta đều đã lớn, tôi trở về cũng đâu có giúp gì được cho cậu. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn làm gói ôm cho tôi là được rồi. Tạ Viêm nói nghiêm túc đến thế, tuyệt không giống đùa giỡn. Thư Niệm chân ra tại chỗ. Đúng vậy, trước khi cậu dọn ra ngoài, đích xác mỗi tối đều có Tạ Viêm ôm cậu ngủ. Khi ấy hai gã thanh niên khí huyết dồi dào nằm ôm ấp nhau cũng đã đủ quái dị rồi, chỉ có thể miễn cưỡng giải thích rằng Tạ đại thiếu gia còn chưa trưởng thành, chưa mất hẳn tâm tính trẻ con, còn hiện tại cả hai đều sắp xỉ độ tuổi làm cha mà vẫn ôm nhau ngủ. Trước tiên khoan kể đến việc có kỳ quái hay không, chỉ riêng xác suất vỡ lở cũng đã là quá cao rồi. Tuy rằng cậu chưa từng dám có một mộng tưởng không an phận, lại biết tính chất cái ôm của Tạ Viêm nào khác bé con ôm búp bê, nhưng nếu mỗi ngày đều bị Tạ Viêm ôm chặt như vậy thì thoảng còn sờ cho mấy lượt nữa, chỉ sợ cả đêm cậu cũng không đừng hòng mà ngủ được. Tôi thích ôm Tiểu Niệm, vòng ngực rộng lớn rắn chắc cùng đôi tay thon dài mạnh mẽ cơ hồ sắp ép phẳng cậu. Không ôm cậu như vậy ngủ không thấy ngon. À Tiểu Niệm, cậu gầy ơi là gầy, ôm vào thật thoải mái. Thư Niệm nơm nớp lo sợ mà rút người trong lòng hắn, cả cử động cũng không dám nữa, chỉ cảm nhận nhịp tim và hơi thở trầm đều, có nghĩa như là ngỡ như giây tiếp theo sẽ ngất đi. Từng giây lại từng giây chậm rãi trôi qua, cậu lại không ngất, chẳng qua duy trì mãi một tư thế, thắt lưng đã hơi mỏi, nhưng vì nghĩ đến người kia đang say giấc nồng, cậu đành phải nằm yên không nhúc nhích. Cảm giác đụng vào tấm lưng kia nặng nặng ấm áp, gần gũi tới mức ngược lại khiến cho người ta cảm thấy không thực. Không biết đã qua bao lâu rồi, những hạt nắng xuyên qua bức màn dường như từ từ sáng rõ, dường như mình đã thức trắng đêm. Tạ Viêm rõ ràng vẫn còn ngoan cố ôm cậu, hoàn toàn chẳng có khoảng trống để trở mình. Thật ngưỡng mộ sức chịu đựng của hắn. Tạ Viêm, cậu nhỏ giọng kêu, dường như không lâu nữa thôi cậu nên rời giường. Vắng thím lưu, cậu phải thức dậy trước để chuẩn bị điểm tâm mới được. Chẳng có xíu xiu phản ứng nào, Tạ Viêm thật sự đã ngủ say mê mệt. Thư Niệm định lén gỡ hai tay hắn, đang mãi nghĩ ngợi thế này thì tên này tự như nhện ăn thịt người, vừa bắt được con mồi, tay chân kẹp lại thật chặt nữa chứ. Sợ cử động quá mạnh sẽ khiến hắn trở nên khó chịu, Thư Niệm đành phải nín thở cẩn thận xoay người, muốn thử xem có thể dùng cách nào êm ái nhất lay hắn tỉnh vài giây không. Nhịp thở của Tạ Viêm cũng vẫn đều đều, khuôn mặt khi ngủ vô cùng ôn hòa bình lặng, vầng trán cao ngạo điểm vài sợi tóc rơi xuống, thoạt nhìn có vẻ mong manh hơn lúc tỉnh, lông mi thật dài. Hắn rõ ràng là một người đàn ông rất đẹp trai, bờ môi khẽ mím lại tạo thành đường cong vừa tươi tắn vừa khờ dại. Bỗng nhiên Thư Niệm chẳng còn muốn đánh thức hắn nữa, cứ lẳng lặng mà ôm mình ngủ say thế này là tốt rồi, càng lâu lại càng tốt, tốt nhất là có thể như vậy mãi nè, không phải tỉnh lại, chính mình đây cũng không cần tỉnh nữa. Nếu có thể mơ giấc mơ này cả đời thì thật tốt biết bao. Nửa thân cậu tự hồ đã muốn dại đi, cậu lặng yên ngắm nhìn người đàn ông cách mình trong gang tấc, tim lại rộn lên thình thịch. Cậu ấy đang ngủ, mình nào có thể, có phải là không thể không? Thư Niệm vừa thoáng run rẩy vừa chậm rãi tiến đến, tiếng con tim va đập trong ngực giữa gian phòng yên ắng lại nghe rõ mồn một. Chính cậu nghe thấy thì gần như cũng muốn thoái lui. Cuối cùng, cố tu hết dũng khí, ngón tay vươn tới bờ môi của hắn, khẽ khàng vuốt nhẹ qua, cảm giác mềm mại ấm áp lại vuốt ve lần nữa, rồi lại đưa ngón tay vừa đụng chạm, hãy còn run run đó kề lên môi mình, còn lưu lại ít hơi ấm của cậu ấy, thật ấm áp. Thư Niệm cơ hồ không thể tin được mình có thể có một thời khắc xa xỉ như thế này. Quý vị vừa nghe qua
chương 3 của Bất Khả Kháng Lực. Và anh Khoa xin hẹn gặp lại tất cả quý vị ở chương tiếp theo trong lần đọc sau của chương trình, cũng sẽ được phát trên kênh YouTube của anh Khoa. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.